Dân chào cô chú, anh chị và các bạn. Bữa nay mấy chị em có dân đi dã ngoại nướng gà ăn. Nướng gà với nướng tôm. Đi kiếm cái chỗ nào mát mát mình đi nướng. Mình đi là ngay không? Em nói rồi, mình đi ngay chân giờ không phải không? Ngay chân giờ không chạy. Đi rồi. Đi. Mình đi tới cái điểm mà mát mát nướng cá. Cực phát đi. Cái này mát ha. Rồi mình chọn cái này để nướng gà đi. Thắng rồi nha, chỗ này. Ở đây có bóng cây. Ồ, có nguyên bụi lục bình là mát nè. Có nước xài luôn nè. Chị à. Bình sống phải không? Mình nướng gà thì nào nóng được cái lỗ xuống sông lỗi luôn à. Tắm luôn hả? Tắm luôn. Lan quang được. Ngon à. Ngon à, rồi lên. Rồi tắm như tắm dịch vậy đó. Quỳnh, Quỳnh lên đi. Quỳnh lên đi, Quỳnh lên trước đi. Quỳnh lên trước đi. Như Quỳnh lên. Lại đi sau, lại ấy cái xuồng lại nha, trèo lên nha. Em lên rồi chị Chi. Rồi. Còn gì nữa không? Có. Tôm nè. Gà nè. Gà nè. Ây da. Hóa hàng em lên này cái. Bảy con gà. Rồi mình lên luôn, lên con. Bia của chị Út đó. Trời bia này quá. Ai... Bia này mà lên lâu chắc chết. Bia này uống không say á. Uống không say luôn hả? Bia này uống đâu say con. À. Lý tưởng lắm. Cột chưa? Cột chưa? Đây là Út, ghép Út trên này nè. Rồi chuẩn bị. Đứng đây đi. Bây giờ mình đốt than trước. Đốt than lấy lửa. Từ từ đừng manh động quá. Đừng manh động. Hỏi ra cháy từ từ đi. Rồi đó vậy là rồi, cho nó ngúng cái ha rồi làm tiếp. Giờ mình vô mà ốp cái kia đi. Ốp tôm đi. Rửa tay ra. Rửa xuống xong luôn hả? Lại ốp muối nha. Rồi giờ mình bỏ gà vô đây mình nướng. Ốp tôm với muối đi. Ốp tôm với muối ớt luôn. Còn mình để vô nó đúng không? Ừ. Rồi, còn cái cánh dưới chưa qua. Quay ngoài. Quay luôn à. Quay luôn không con? Đó. Cái đầu qua đây. Cái cây rồi. Kẹp ra con cho con gà nó bành bự ra nướng cho nó dễ chín. Cho đây cây luôn. Ốc cây. Như chị của mình đâu nhỉ? Đây nè, kìa hai người đang bẻ kìa. Đây. Đó. Sức mạnh đều. Muốn đủ rồi, đây đây, ốc bẻ cho nè. Một con buông đi. Bẻ hai con cục buộc cái cánh. Đó, đó là buộc cái cây tre đi cô. Nè cánh nè, cái chị mới nè. Cục cho nó chặt cái này. Xong mà con đẩy vô cái đi. Rồi giờ mình nướng gà. Đấy vậy Út. Út ơi nè Út. Út ơi nè Út. Út ơi là Út. Nóng quá. Em ơi. Vô em ơi. Vô. Ai ở đâu? Chưa mà. Chưa quay mà. Đủ đầu đủ. Còn dương con á, dương thấy nè. Lại con chứ. Lại cầm con. Không đủ. Wow. Đây, mời vô. Sao ai đè ép của mình vậy? Chú của con đó. Ờ, mình để xích lại. Lấy mấy cái cây kia lại. Còn có con kìa. Kê lên đây nè, đưa lên qua, đưa cho Út luyện qua đây luôn. Vô giữa này luôn. Nè. Ôi, vậy đi. Mười mười hãy bên kia. Xiên, xiên tuốt ngoài xiên. Đẹp quá. Vậy nướng này xong mới nướng tôm hả? Rồi, để vậy đi. Vậy đi.
đứng đứng lên cái nắng quá, nóng quá. Nứt da kìa. Ê con lại bung lên rồi lại. Phồng lên rồi kìa. Thì mình gắt muối ớt lên luôn. Còn nước tôm với cái mỡ cà lào mời. Cái này nó nổ mà nổ nhẹ không sao. Đâu con nào? Wow, con nó vàng dữ rồi kìa. Bên này là chị con này lặt nha em ơi, bên đây cái cây không cầm được luôn á. Con này chưa có vàng nữa. Xích ra chở con này luôn. Mấy cái cây đỡ lên như vậy. Quá trời thơm mày. Ui, lật xuống rồi. Con cái con chị mới chở nó lật. Nè con này chở. Con này nó giận rồi nè. Rồi gà mình sắp chín rồi, giờ mình nướng tôm luôn. Ủa còn dĩa vòng tròn nữa không? Dĩa tròn nắng. Thôi gậy này không cũng được anh ơi. Quá wow, trời con tôm nó bự. Đại đi, chắc đại lên đi. Ồ, họ không đưa cái càng ra, nó nóng nè, nó cháy đó. Được rồi. Còn dưới đó còn gỗ chưa xỏ nữa kìa. Thôi đã khỏi xỏ rồi, nó khỏi xỏ luôn. Cắt vàng đi. Vàng và thơm. Mình để dưới luôn á này. Để dưới đây nè, để dưới luôn. Mười là em xòe hai cái cây ra cho nó ngái giùm chị cây 10. Ừ đúng rồi, xòe xích ra chút nữa. Cây này xích ra chút nữa. Ê. Nóng lắm đó nghe, phải chơi rồi đó. Sao? Rồi, có một con đã lọc xuống. Kiếm lửa. Kiếm lửa. Cái mưa mở gà ngon hả? Tính hỏi chưa? Hỏi sao tôm tôi bánh anh nó thơm mùi gà không? Im lắm á, tính hai ba chuyện luôn hả? Không có bỏ đường không nào. Không có bỏ chứ. Đường nào hết trơn luôn á. Đường nào cũng trả về lão mã hết. Trả về lão mã kìa. Ừ. Chính nó một bê nè. Nó vàng vàng chừng ha. Ừ mau á. Dạ, nóng hết hồn ha. Ừ. Tính chín rồi lấy ra lại. Chín rồi biết chưa nè. Sướng nha bà. Mình có chai chai không sợ ông Dũng. Ừ. Thấy mình có trang giờ sợ ông Dũng rồi phải không? Chưa thấy mình có trang chứ không coi sợ ông Dũng kìa. Sợ ông Dũng. Bởi vì nó thấy con trang bắt đầu mới nói gì là đâu ăn. Nóng quá mình có trang không chịu nổi. Sợ ông Dũng. Ăn Dũng gì nổi đây. Đó trời mật mâm quá trời ngon luôn. Còn mấy con nữa nè. Đúng như trước nha. Đi rồi đó. Đi. Bạn tôm nó tan gà. Ở đây uống canh gà rồi. Ừ. Ôi da nóng. Ăn gà đi. Cây này nè. Ơi, gà nó chín rồi lấy cái con này cục đi. Xin được không? Ngon chưa? Trời nóng lắm đó nha. Qua đây, qua đây. Quỳnh kìa Quỳnh ơi. Đây nè. Quỳnh ở ngoài này nè con. Dạ. Ăn trời ngon ha. Ừ. Thôi đi vô. Ơi. Trong là đại lên đi chứ ngồi cái dĩa bên đó nó kia dọn bên đó thì để qua đây từ từ đây từ ôi nó ngon ha nè kẻ hai từ từ luôn hả. Cần cho rau không? Hả? Cần cho rau không? Cần luôn chứ. Ai biết dạ. Chị cho mà em lấy đó hả? Mình mà thấy năm. Cho là lấy là lên đây đóng có gì đâu. Cho mà em lấy đó hả? Dễ lắm. Dễ lắm á, dễ dàng.
còn mấy cái gấp cắt để dành em muốn tôi nướng nữa. Nướng gì tao bà, nướng gì mà nói tôi nghe nè. Chưa biết nữa, thấy nó bự bự đẹp đẹp đó, chưa biết. Chừng nào nướng kêu nha. Ngủ chốt nha. Ngủ chốt chứ nha. Ngủ tí là có tôi liền luôn á. Ngủ em nha. Tôi ngủ bà chính, bà ngủ tôi. Ngủ ngủ bà Út là đi hết. Để nó đây có rau ngon nè, thấy chưa. Rồi gà với tôm mình nướng chín rồi, đây là phần quà của chị Yến ở Úc. Gà, gửi tiền để đãi cho nhóm của mình. Rồi Trang cũng thay mặt cả nhóm cảm ơn chị Yến. Rồi bây giờ mình xé gà ra. Mà mày này xem vậy? Nó không có gì đâu. Chị nó hỏi rồi, nó hỏi rồi. Nó không có gì. Wow, ngon quá. Tấy luôn rồi. Không có được rồi, tao ăn đấy. Ngon quá, xin mời. Rồi cái gì cũng nóng quá. Rồi để đẩy. Wow, nóng. Nóng chết rồi. Chết luôn hả bà? Quá này chị. Này chúng ta có được. Mấy đứa nó đã luôn. Nóng mà. Nóng chết luôn vậy đó. Ăn đi chị, ăn đi. Á ha, em có đồ bự. Sáng hồi là cái ơi đẹp có đồ bự luôn không ha. Dốt ăn đi chú ơi. Ăn lại. Rồi, Văn mời. Không phải nhạc mà. Các bạn ăn gà. Gà nướng. Cái này ăn cắm ngang chứ không phải đùi ra. Cái ngon lắm á. Nó ngán à. Con có lượng chén chứ. Thơm chứ. Nha. Ngon, cắm cho ngon. Cắn cho leo cho. Ngon rồi. Bún này đã. Quá trời ngon rồi. Ừ. Phải ăn trái rồi nè chứ. Nếu nó ớt chanh nó là bự đạt thì nó đi. Lại bỏ bỏ nước nhau. Con gà này sáng đi chợ con. Mấy cái đất mua bé không nhỉ? Nhiều ơi. Không hết đâu. Không, một sáng này nãy cả hay gì? Còn nhiều. Chèn quá nè. Mua ớt hả? Đây còn hả? Đâm mua ớt còn ngán. Mua ớt ngon, có ớt ngon. Ngon. Mắm tôm nè. Chị Út ăn đi chị Út. Đây tà ơi. Cô đừng lo tôi. Tà tôi rồi đổ mắc cỡ ha. Thôi mà cũng vô đi nè. Thôi 1, 2, 3 vô cho vui ai. Vô vậy. Đúng lên năm kìa. Ừ. Chú Năm là bưng ly lên đây. Mở 2, 3, vô. Chú Năm. Ủa vậy à? Mở 2, 3, vô. Sao xanh dần thì chị cũng vô nữa. Vậy nó mới cái vui. Đang nào ché mấy người. Từ đây mới đi nhỏ. Đó một đống luôn rồi. Em làm bí lì đó, để chị chen chén ớt để trên mặt bàn chấm. Nãy con để con để đây nè. Con ngã nguyên cối. Ừ, con để thôi để ăn. Mình dập chậm là rửa cái cối. Ớt ngon. Ừ, ngon hơn. Rồi ăn tôm đi, ăn tôm, tôm đi. Tôm đây bà con ơi. Để tôi ăn hết. Tôm này mua sáng là tôm sống luôn á. Ừ. Tôi thấy không? Ok. Đi bên giờ ông ớt chạy ngon thiệt. Ừ. Sợ cô không chịu quấy thì kêu tôi lại làm chín nữa. Tôi nói trời ơi. Chín gì? Lấy đổ hả? Ừ. Sợ luôn kinh chết á. Ừ. Em ăn vốn á. Em đặt mà em nói là phải cho anh tôm ngon. Rồi mời các bạn tôm nướng. Tôm nướng với ớt. Tôm nướng mua ớt chấm thêm ớt xanh các
tới tới cay luôn. Cay nhưng ngon. Nói là nó lộn gà này là á. Ừ. Gà này là nướng cái gì nè, nó còn con gà gạch cái nước mới được. Chà mình cũng có nướng rồi. Và đó ăn thua mình cũng mâm ra mình cũng đi rồi nè. Bên này có một con à. Ăn thịt cơm cũng ngọt quá. Thay cái chữ ra rồi đây. Thang hả mưa để ăn chút xíu hả mưa à. Ông trời của tôi. Không trời mình cũng giận nữa. Ôi, trời của tôi không. À, ông này con. Chớ khỏi ở phan mưa hả gọi không ngờ ông con. Ông hầm hầm liền á. Ờ con. Này con Râm. Đặt quyền cho con. Thang hả mưa để con ăn rồi chút đi. Mà thử cho con làm ăn cái đầu câu. Ngon mà. Ừ. Nhà mời nó thích ăn hồ câu với là đầu giật lắm. Còn em thích ăn thịt. Còn tôi thích ăn đùi. Hả Trần? Rồi bà Tâm thích cái gì? Ừ. Thích cái gì? Nói nhà bà thích gì bà nói rồi. Thích nguyên con. Nên gì đã? Thôi giờ ăn nguyên con hết rồi con. Cái nào cũng ăn hết trơn. Thích đùi luôn mà. Ăn đùi chứ không? Đùi nó cánh à, không nó ướt. Thôi vậy tôi ăn cái lứt ra, bà ăn đùi đi. Ăn cái thịt được rồi, rồi. Thịt chỗ nào cũng được. Ờ, con thích chỗ nào mà nướng giòn là ăn ăn à. Cái gì đó hả? Quá ăn da giòn hết hồn, cái da nó vẫn rau dừa luôn. Nãy giờ hạnh ăn da mình. Cho mình lộn con da hết trơn rồi hồi chồng có rồi, em đang có tính với em à. Không, em không thích ăn da. Gì hả, gì bỏ da tôi ăn. Bỏ tôi ăn không? Hả? Rồi. À, thấy chưa, thấy chưa. Bỏ da hả là. Không, không. Ủa, cái chết. Cái chết, ta đưa da, ta cho nó ta. Cắn cổ không rồi. Để ăn luôn cho mập đấy. Đi bằng nổi rồi. Ghê chưa, ghê chưa. Cái này mình phân biệt mới được ha. Năm xé cho bà Út cái hai. Thôi tôi không ăn cái đó. Bà ăn đùi luôn mà. Ăn mà không nuốt trời. Tôi ăn không bà tạ. Đó đó đó. Nè con thơm nữa. Không có nhiều thì con mà con đổ mình ăn rồi với bộ. Ăn hết nó đựng hết trơn hả? Ừ. À, ăn thịt xong. Rồi video của mình tới đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Chào tạm biệt các bạn.